Theo thông tin từ Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu trong nước điều chỉnh giảm sau 3 lần tăng liên tiếp. Cụ thể, mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 200 đồng, xăng RON 95 giảm 592 đồng. Các mặt hàng dầu giảm từ 81 đến 466 đồng một lít. Sau điều chỉnh, giá bán mới xăng E5 RON 92 tối đa là 21.599 đồng một lít, xăng RON 95 là 20.488 đồng một lít. Cùng với giảm giá bán lẻ, Liên Bộ vẫn tiếp tục xả quỹ bình ổn xăng dầu trong bối cảnh quỹ này tại phần lớn các doanh nghiệp xăng dầu đang âm. Cụ thể, mức chi quỹ với xăng E5 RON 92 là 457 đồng một lít, còn xăng RON 95 là 0 đồng. Như vậy, sau 3 lần tăng giá liên tiếp ở mức cao, hơn 3.000 đồng một lít với tùy loại xăng, giá xăng có đợt giảm đầu tiên kể từ giữa tháng 3 tới nay.